Chiếc đồng hồ này không đã là lanh quanh 1 tỷ 2 rồi. Đến full kim cương hột xoàn cho chị. Một chiếc đồng hồ dành cho quý cô từ một trong những thương hiệu nổi tiếng xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới, đó chính là thương hiệu đồng hồ Rolex. Chiếc đồng hồ này tình trạng ban đầu là không có kim cương hột xoàn trên này, và khách hàng mua new tại Kỳ Lăng xong và yêu cầu Kỳ Lăng là đến full kim cương hột xoàn cho chỉ. Chiếc đồng hồ này không đã là lanh quanh 1 tỷ 2 rồi, kết hợp với những viên kim cương hột xoàn mà Kỳ Lăng tuyển chọn vô nữa thì giá trị của chiếc đồng hồ này tăng lên rất nhiều. Một sự lấp lánh, một sự tỏa sáng bắt sáng rực rỡ, bởi vì những viên kim cương hột xoàn này là những viên kim cương mà Kỳ Lăng tuyển chọn từng viên một với những thông số đẹp nhất về kích thước, đồng nhất và độ sạch cũng như là huỳnh quang bắt sáng long lanh lấp lánh từ thân dây, từ hai bên hông của chiếc đồng hồ và từ trên mặt dial bên trong và từ vành bezel. Và những cọc số giờ này, đây camera ơi, đây là những cọc số giờ mà Kỳ Lăng đã tỉ mỉ công phu rất chi tiết và cực kỳ tinh tế khi thực hiện cách hoàn hảo nhất để chiếc đồng hồ này trở nên rực rỡ và long lanh lộng lẫy nhất, đủ đẳng cấp sang trọng và thượng lưu dành cho quý cô. Nếu như quý khách đang sở hữu những chiếc đồng hồ chính hãng từ những thương hiệu nổi tiếng xa xỉ từ đất nước thụy sĩ, hãy liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng custom cho chiếc đồng hồ trở nên đẹp hơn, sang hơn và đặc biệt là phục vụ sở thích cảm xúc của quý khách sẽ thăng hoa hơn bằng cách là chọn những viên kim cương và custom vào những chỗ mà quý khách muốn để cho chiếc đồng hồ đủ điểm nhấn, đủ điểm đẹp. Và những chiếc đồng hồ đang bình thường sẽ trở nên lộng lẫy, những chiếc đồng hồ đang lộng lẫy sẽ trở nên cực kỳ lộng lẫy và long lanh. Đây là một ví dụ, đây là một cụ thể, đây là chiếc đồng hồ Rolex dành cho quý cô. Và vì khách hàng này rất chịu chơi và rất chịu chi và rất hợp lý, mặc dù là chọn đúng dòng 278, 285 nhưng yêu cầu là mặt mốt, mặt sờ cừ, mặt mà một trong những mặt mắc nhất của đồng hồ. Thay vì mình chọn cái mặt cọc số La Mã đi hoặc là cọc bình thường đi thì giá trị tiền sẽ đỡ hơn, nhưng mà khách không chịu, yêu cầu Kỳ Lăng là phải chọn cho chị cái mặt sờ cừ chị, mặt mốt cho chị, mặt mà đẹp nhất cho chị để cho chị mua. Và Kỳ Lăng ơi, em tháo cái mặt ra cắt cho chị. Và khách cũng rất rành về đồng hồ thì yêu cầu Kỳ Lăng là phải chọn cái mặt bezel này là kim cương nha, kim cương sẵn luôn, em chỉ đính hết phần dây, phần thân vỏ và mặt điều, chị tháo mặt điều ra cắt đi và thay một mặt điều khác bằng vàng và đính full kim cương. Và đặc biệt sau khi Kỳ Lăng tư vấn xong và khách đồng ý thì bắt đầu Kỳ Lăng thực hiện những cọc số giờ này là màu sắc như thế này. Wow. Và sau khi làm xong tất cả mọi cái, Kỳ Lăng test tất cả mọi chi tiết và hoàn hảo rồi, Kỳ Lăng đã đi giám định rồi và bây giờ Kỳ Lăng xin được phép đi bàn giao cho vị khách hàng đặc biệt này nhé. Và nếu như quý khách đang có nhu cầu sử dụng những chiếc đồng hồ chính hãng từ những thương hiệu nổi tiếng từ đất nước Thụy Sĩ hoặc là muốn custom những đồng hồ đẹp của mình trở nên sang trọng đẳng cấp thượng lưu hơn thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng Luxury để Kỳ Lăng phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc thăng hoa nhất cho tất cả quý khách. Kỳ Lăng hân hạnh khi đồng hành để tạo ra những sở thích, phục vụ những cảm xúc cho tất cả quý khách. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.